Xin chào anh em đã quay trở lại với Tiền Toán Capital và mình là Hữu Trần. Chắc hẳn nhiều anh em ở đây đang mong chờ nhận một khoản thưởng Tết trước khi nộp đơn xin nghỉ việc lên bảng giám đốc phải không? Tuy nhiên ngày hôm nay tôi sẽ tiết lộ cho anh em một người đã nộp đơn xin nghỉ việc mà không cần phải nhận thưởng Tết, đó chính là Elon Musk. Elon Musk chính thức từ chức giám đốc điều hành Twitter sau khi nhận được nhiều lời chỉ trích từ nhiều bên vì những quyết định thiếu khôn ngoan sau khi ông tiếp quản Twitter. Hôm ngày 18 tháng 12 vừa qua, tỷ phú Elon Musk đã mở một cuộc thăm dò ý kiến xem liệu ông có nên từ chức CEO của nền tảng mạng xã hội này hay không, đồng thời khẳng định ông sẽ tôn trọng kết quả bình chọn. Ước tính có 17,5 triệu người đã tham gia cuộc thăm dò. Tuy nhiên, ông cho biết chưa có quyết định về người kế nhiệm cũng không tiết lộ khi nào sẽ từ chức. Kết quả của cuộc thăm dò công bố vào ngày 19 tháng 12, trong khoảng hơn 17,5 triệu người tham gia, có 57,5% người dùng Twitter muốn tỷ phú Elon Musk từ chức giám đốc điều hành mạng xã hội này. Số người ủng hộ ông tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo là 42,5%. Sau hơn 24 giờ trôi qua kể từ khi đa số cử tri trong cuộc thăm dò trên Twitter yêu cầu ông từ chức giám đốc điều hành của công ty, Elon Musk cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng. Thông báo này được đưa ra khi có tin đồn trên đường phố rằng Elon Musk đang tích cực tìm kiếm người thay thế để điều hành một trong những mạng truyền thông xã hội quan trọng nhất hiện nay, nhất là đối với anh em đang đầu tư crypto. Sau khi tiếp quản Twitter với giá 44 tỷ đô vào tháng 10 năm nay, Elon Musk đã phải vật lộn để tìm ra những con đường sáng tạo, kiếm doanh thu trên một nền tảng chưa mang lại lợi nhuận, theo tuyên bố công khai trước khi mua lại.